Tôn Quan cùng tỉnh người nhật bóng. Tôn Quan này lầm chiêu giáng trần gian nói hùng. Noan ra lên châu nghị thường thiên. Noan ra ngự lên châu cấm bàn đi sát sát chỉ công hồ gia xe ra lên châu ngôi thượng thiên xe ra lên châu khấm ban sắc sắc chỉ phong hầu quan đề biết ra hoài thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tử vàng cánh sớ tử đơn lá trại
để thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhân khao hôn bộ bá thí cô hồn. Họ Nguyễn Trúc Khánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi làm ngôi quan ngự quyền quan phép quan. Con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ. Trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới con hạ trình năm cung nhờ với các cung sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi. Trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến ở trên lo việc thánh dưới gánh được gia trung nhỉ. Quan lại độ cho họ Nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang có lịch sự được cao tới ấn giỏi tay quyết đồng nhàng bắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh con ban danh ban diện cho họ Nguyễn ghế quan nhỉ. Được cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ. Quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự nhỉ. Ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát này. Ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ cái chi ha. Trung Nam Bắc Cửu Châu vòng bay quan lớn độ cho quốc ai dân an cấm hơ đưa đến lệnh